Xin chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ, thoải mái. Mình rất vui khi các bạn đã đến với kênh văn hóa du lịch của mình. Clip này, mình mời các bạn đến thăm nhà vườn của anh Hoàng Văn Sắc ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi đây có phong trào chơi cây cảnh rất phát triển, có rất là nhiều gia viên cây bonsai ở Tân Lập. Mình sẽ quay toàn bộ vườn bonsai nhà anh Sắc một cách chi tiết cho các bạn yêu cây bonsai cùng thưởng thức. Các cái tác phẩm nào đẹp mình sẽ quay chi tiết để các bạn khán giả cùng chiêm ngưỡng. Các bạn đang quan sát cây xanh năm điền có tên là Phượng Vũ, đẹp mềm mại, bay lắc thân cành uyển chuyển giống như tên gọi Phượng Vũ. Cây xanh năm điền này theo anh Sắc thì có giá trị khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam và được anh sở hữu đã lâu rồi, đã từng tham gia nhiều cuộc triển lãm. Tiếp theo các bạn cùng chiêm ngưỡng cây xanh năm điền có dáng trực huyền, là một cây độc đáo nhất trong vườn bonsai nhà anh Sắc. Anh Sắc cho biết anh đã sở hữu cây xanh này hơn 10 năm rồi. Anh còn cho biết giá trị của cây hiện tại là 10 tỷ đồng Việt Nam. Đây chính là tác phẩm mà anh ưng ý nhất. Theo cảm nhận riêng của mình, về tổng thể, dáng thế của cây khá đẹp mắt, phần rễ nhiều, trải đều xung quanh, khá mềm mại. Thân cây có nhiều u biếu, tay cành khúc khỉu, có dáng vẻ tự nhiên. Các diện của cây đều đẹp. Mình thích nhất phần thân của cây, có nhiều u cục, hang hốc, hình dáng rất đẹp mắt. Cây xanh Phượng Vũ và cây xanh trực huyền của anh Sắc đã giành được những giải thưởng cao trong triển lãm ở tỉnh và khu vực. Anh Sắc cho biết người chơi cây bonsai quan trọng nhất là phải có niềm đam mê lâu dài. Bản thân anh đã có hơn 30 năm trong ngành cây cảnh. Xung quanh nhà vườn của anh có rất nhiều cây bonsai, chủ yếu là cây xanh năm điền, có nhiều giá từ những cây mấy triệu cho đến những cây tiền tỷ. Các bạn khán giả chơi cây bonsai có muốn trao đổi, giao lưu với anh Sắc có thể liên hệ với anh qua số điện thoại 098 557 4286. Mình đọc lại số điện thoại của anh Sắc 098 557 4286. Và địa chỉ nhà vườn của anh Sắc ở thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Anh Sắc rất vui khi được tiếp đón các bạn yêu thích cây cảnh. Tân Lập là làng hoa cây cảnh, được mệnh danh là mảnh đất bốn mùa hương hoa. Đã từ lâu, nơi đây được coi là vựa hoa cây cảnh lớn, không chỉ của huyện mà còn của cả tỉnh Thái Bình. Hoa cây cảnh ở Tân Lập lúc nào cũng tỏa hương thơm, khoe sắc trong nhiều gia đình. Tại các nhà vườn, từng mảng màu xanh, đỏ, tím, vàng của các loại hoa cây cảnh đan xen nhau tạo lên một bức tranh lớn, đa màu sắc. Cùng với đó là không khí tất bật, hối hả của những người nghệ nhân trồng hoa, chăm sóc cây cảnh. Các bạn đang chiêm ngưỡng hai cây xanh nam điền, dáng long, rất là đẹp, mới được anh Hoàng Văn Sắc mua về. Cả hai cây của anh tương đối giống nhau, rất lùn lực, rụt rịt, dạng lực sĩ sumo. Hai cây xanh này anh Sắc cho biết đã có mấy chục năm tuổi rồi, và giá trị của đôi long lùn lực này hiện tại là 3 tỷ đồng. Bản thân mình rất thích bộ xanh dáng long này, được cả hai cây tương đương giống nhau. Hai cây xanh này đều là từ một cây phát triển. Cả hai cây đều thể hiện một dáng vẻ rất là mạnh mẽ, uy nghi như là hai con mãnh long. Phần vỏ cây sần sùi, rêu mốc vì thời gian phơi nắng dầm mưa, tạo cho màu sắc của vỏ cây rất bắt mắt.
Các bạn vừa chiêm ngưỡng 4 cây xanh Nam Điền đẹp nhất trong vườn cây cảnh nhà anh Sắc, có giá trị 15 tỷ đồng. Ngoài 4 cây xanh đẳng cấp này ra, thì trong vườn nhà anh Sắc còn khá nhiều cây xanh khác, cũng rất đẹp. Mình sẽ cố gắng quay toàn bộ vườn cây nhà anh Sắc để các bạn yêu cây bonsai tiện theo dõi. Một cây xanh trực lùn rụt rịt, dáng vẻ rất là đẹp. Mình rất ấn tượng với những cây xanh dáng trực, bởi dáng trực thể hiện một khí thế rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ, ngay thẳng của người quân tử. Và cũng có rất là nhiều những cái cây xanh, những cái cây duối cổ lão dáng trực tạo ra những cái lần giao dịch hàng chục tỷ đồng, làm rung chuyển làng cây cảnh Việt Nam, như cây xanh Tiên Lão Giáng Trần và cây duối Lão Mai Đại Thọ trong thời gian vừa qua. Đã có nhiều hộ gia đình, khá giả lên từ nghề hoa cây cảnh ở Tân Lập, một làng quê nằm ở trong vùng châu thổ sông Hồng. Đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng cây. Hàng ngày có nhiều cuộc trao đổi, giao dịch cây kiểng ở làng hoa cây cảnh Tân Lập. Anh Sắc chủ yếu là chơi cây xanh Nam Điền, một loại cây rất thích hợp cho việc làm cây cảnh. Cây có sức sống mãnh liệt, râm dày, cây khi già nhiều u biếu, vỏ sần sùi rất đẹp. Cây xanh Nam Điền cũng có nhiều loại, có loại lá xoăn nhỏ và lá không xoăn. Màu lá xanh biếc rất đẹp. Màu xanh Nam Điền có thể biến đổi ở tuổi tác, về già, xanh Nam Điền đổ sang màu đông. Một số đặc điểm khiến xanh Nam Điền được ưa chuộng là lâu phá thế. Một khi cây đã đẹp thì có tính ổn định rất cao. Một cây lộc vừng bonsai trong nhà vườn của anh Sắc. Bản thân mình cũng rất thích cây lộc vừng. Cây dễ chăm sóc, có thể thả nước, thích hợp với việc làm tiểu cảnh non bộ, bể cá. Và là một trong những loại cây phong thủy. Cây có vần gốc to, khá đẹp mắt. Phần thân có đường cong uyển chuyển. Các bạn cùng ngắm diện khác của cây lộc vừng. Tuy ngược sáng nhưng lại tạo được hiệu ứng không gian rất huyền ảo. Một cây bonsai rất thích hợp cho việc để bàn uống nước, để anh em cùng thưởng thức. Còn gì vui hơn khi cùng anh em ngắm cây, uống nước chè, tâm sự những câu chuyện về cây cảnh. Cuối cùng, mình mời các bạn lên trên mái nhà để thưởng thức 60 cây xanh mini được anh Sắc chăm sóc rất là lâu rồi. Anh đã cho phơi nắng phơi mưa ở trên mái nhà. Bạn nào có ý định giao lưu 60 cây xanh mini này thì có thể liên hệ với anh Sắc. Những cây xanh đang được nuôi dưỡng để phát triển nên là rất là tôm, mình không thể quay chi tiết được. Một số cây ở phía bên ngoài có dáng vẻ rất là đẹp và đều là chất liệu xanh Nam Điền. Các bạn đã tham quan nhà vườn của anh Sắc ở xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một nhà vườn có nhiều cây cảnh đẹp và giá trị. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi. Các bạn hãy chia sẻ video cho mọi người cùng xem và nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.